mình ráp phòng máy lạnh ở trên gác các bạn. Ở đây là toàn bộ khu vực mà mình ráp phòng máy lạnh bằng nhôm kiến các bạn. Đây là cầu thang mà chưa có lợp, khó đi, rất là khó đi. Ta sẽ làm cái phòng máy lạnh này đó bằng nhôm kiến để nghỉ ngơi ở đây nha bạn. Giờ mình mới làm gần xong còn lỡ dở nha bạn. Thì đây mình sẽ làm một cái cửa vô đây và lợp ít nhôm còn lại vô đó nha các bạn. Vì do trời nắng nên mình đã mở máy lạnh nha các bạn để cho nó mát nha các bạn. Đường mở là 16 độ ở trên gác thì nó hầm lắm đó, mình rất là mát nha các bạn. Và đây là ở dưới tầng trệt, ngó lên các bạn, dưới đất ngó lên các bạn. Ở đây là cửa giả Sinfa các bạn, bằng sắt ráp kiến cường lực, thì mình cũng mới ráp luôn các bạn. Và để mình quay phía ngoài toàn bộ cái nhà này cho các bạn xem nha. Đây là bộ cửa sắt nè, giả Sinfa ráp kiến cường lực các bạn. Gian cho con mình làm thì cũng đã xong rồi các bạn. Và đây là có thêm một cái cửa mới nữa nha, có cái cửa do hơi to lên xíu mà. Thấy không? Và đây là cái phòng máy lạnh ở trên gác các bạn. Nè, đây là công viên nguyên cái phòng máy lạnh, chỗ này có cửa mới khép vô đó, cửa này. Đây là nguyên khuôn viên đó nha. Và đây là cái máy lạnh nha các bạn. Vậy là mình cũng kết thúc video tại đây nha các bạn. Bạn xem video nhớ like video và đăng ký kênh giúp mình có động lực làm nhiều video được tốt hơn nha. Rồi, mình kết thúc video tại đây. Rồi, tạm biệt tất cả các bạn nha. Tạm biệt.